Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Đinh Lâm Thanh, Những món nợ phải trả. Đời người, ai cũng phải một lần mang nợ, không nợ tình, nợ tiền, nợ vợ chồng, nợ cha mẹ, nợ con cái, thì cũng phải nợ với bạn bè, quê hương và tổ quốc. Riêng đối với những vị một thời mặc áo lính, chắc chắn còn thêm một món nợ nữa, đó là nợ đồng đội. Có thể nói rằng trong các cấp chỉ huy quân đội cũ, một số nhỏ không còn bận tâm đến những món nợ này vì họ đã quên thuộc cấp là những người lính dưới quyền hy sinh mạng sống trong mỗi lần giao tranh để cho họ may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Đây là một món nợ phải trả đối với những người biết suy nghĩ, nhất là một số sĩ quan đang định cư nước ngoài. Tôi thấy trong số những người này, đôi lúc họ nhẫn tâm quên hẳn quá khứ đau thương của mình với đồng đội trước kia, nhưng lại thích xuất hiện trong nhiều cơ hội để đánh bóng cấp bậc cũng như huy chương. Trong một lần họp mặt thân mật, có hai vị không đồng ý với tôi về quan niệm trên. Người thứ nhất là một cựu sĩ quan làm việc ở thủ đô cho rằng, những sĩ quan suốt đời làm việc trong văn phòng bộ nha sở hay biệt phái qua các cơ quan dân sự thì sự hy sinh của người lính ngoài chiến trường không liên quan trực tiếp đối với việc thăng quan tiến chức và khen thưởng của họ, mà đó là kết quả của công việc chức vụ đảm nhiệm, cũng như thâm niên công vụ trong suốt quãng thời gian mặc áo nhà binh. Người thứ hai là một dân sự chạy trốn cộng sản lúc 20 tuổi. Vị này phản đối rằng ông ta không liên hệ nợ nần gì với những người lính đã chết. Xin cảm ơn việc góp ý này. Nhưng theo thiện ý của tôi, đây là những quan niệm hẹp hòi và thiếu hiểu biết. Nếu không có những người lính nằm xuống ngoài mặt trận, thì lấy ai để bảo vệ cho anh em quân nhân an thân làm việc trong bóng mát hậu phương, cũng như cho gia đình ông dân sự sống sung túc tại thành phố và an toàn thoát được ra nước ngoài khi bọn cộng quân Bắc Việt vào xâm chiếm và ăn cướp miền Nam. Như vậy, nếu còn một chút tình và biết suy nghĩ thì quý vị nào có cấp bậc càng cao và huy chương đầy ngực thì càng mang nhiều món nợ trực tiếp với những người thương tật suốt đời hoặc đã nằm xuống vĩnh viễn ngoài chiến trận. Ngoài ra, bất cứ gia đình nào, dù là dân sự, chệt hay chợ trời, đem được cả gia tài và bà con dòng họ thoát ra nước ngoài một cách an toàn, thì đều mang nợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, với những người lính đã bỏ mình để bảo vệ quê hương đồng bào. Tôi thích đọc hồi ký viết về các trận đánh của những sĩ quan cấp nhỏ, chỉ huy trực tiếp trung đội, đại đội đến tiểu đoàn trong các đơn vị từ nghĩa quân, địa phương quân đến chủ lực quân, cũng như các lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Qua các bài viết đó, tôi đã tìm thấy những hình ảnh đáng ghi nhớ giữa người sĩ quan chỉ huy hành quân và binh sĩ dưới quyền. Họ cùng băng rừng, lội suối, vào sinh ra tử và chấp nhận sống chết với nhau. Tôi cũng hình dung được những đắng cay, ngọt bùi, gian khổ mà họ đã chia sẻ cho nhau qua từng viên đạn, vắt cơm, ca nước, đến những hành động dũng cảm mà không bao giờ phai nhạt trong tim tôi, là các cấp chỉ huy trực tiếp không ra lệnh một cách vô trách nhiệm, xô quân lính của mình tiến lên để đạt được thắng lợi, mà chính những sĩ quan chỉ huy cấp nhỏ này đã ôm súng nhảy vào tử địa với các khinh binh, đi hàng đầu nhằm mở đường phá chốt, cũng như tiến chiếm từng mục tiêu một. Ngoài ra tôi cũng ghi nhận tình huynh đệ chi binh thấm thiết giữa những người lính chiến, họ đối xử với nhau còn nặng hơn cả tình gia đình. Những hình ảnh thân thương này, sau hơn 40 năm vẫn còn đậm nét trong tôi, qua những lần hành quân gian khổ, cũng như những lúc chờ địch dưới giao thông hào, chịu pháo trong hố cá nhân hoặc ôm súng trắng đêm chờ giặc. Chúng ta phải vinh danh các cấp chỉ huy nhỏ, vì họ không ham sống sợ chết. Khi ra trận, không bao giờ dùng binh sĩ dưới quyền làm bia đỡ đạn để giành lấy sự sống và hưởng vinh quang. Cấp chỉ huy nhỏ bé nào cũng hăng hái xung phong tiến lên tuyến đầu, chấp nhận hy sinh bản thân để cùng đồng đội tiến lên một lượt. Hơn nữa,
qua những bài viết của những trung đội trưởng, đại đội trưởng, cũng như tiểu đoàn trưởng trực tiếp cầm quân, tôi đã tìm thấy tình người một cách trung thực, anh dũng và cảm động. Đây là những sử liệu cần thiết cho hậu thế hơn là những hồi ký dày cộm của các ông tướng, thuê mướn người viết, nhằm đánh bóng hoặc chạy tội, càng đọc càng bực mình và đôi lúc phải văn tục. Thật vậy, tôi đã thật sự tìm thấy trong các bài hồi ký ngắn của các vị chỉ huy nhỏ, những hình ảnh tình người thật lớn, chân thật qua những liên hệ đồng đội, huynh đệ chi binh, là một sự ràng buộc vô hình giữa những người cầm súng với nhau, mà bất cứ ai chưa phải là lính trận thì không thể nào hiểu và cảm thông được. Xin mượn bài viết này để nhắc những người đã một thời cầm súng về hai món nợ tình nghĩa. Trong nhiều hồi ký của các cấp chỉ huy nhỏ, từ những nhóm biệt kích, trung đội nghĩa quân địa phương quân, trung đội, đại đội, tiểu đoàn tác chiến, sư đoàn bộ binh, đến các đơn vị đặc biệt, trinh sát, công binh, pháo binh thuộc đơn vị nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, cũng như những bài viết về những phi vụ thả dù, tiếp tế, đổ quân, tại thương và cứu đồng đội của các anh em không quân. Tôi đã thấy những cảnh quan và lính chia nhau từng ca nước bùn, từng quát cơm nguội, từng miếng khô cháy, từng ngậm đế trắng, từng nửa điếu thuốc đến từng viên đạn một để chia sẻ đùm bọc và bảo vệ cho nhau. Trong các lần hành quân bên cạnh các đơn vị tác chiến, tôi đã tận mắt chứng kiến các anh không quân quên mình lao xuống đầu giặc để dội bom, đổ quân, tiếp tế, tẩy thương và cứu bạn, cứu đồng đội tại các mặt trận trong mùa hè đỏ lửa ở Pleiku, Kon Tum. Một lời tri ân gửi đến các anh không quân, tuy bay bướm ở hậu phương, nhưng khi đối diện với súng đạn, họ trở thành những con đại bàng, những anh hùng cứu tinh của những người lính bộ binh dưới đất đang cần đến sự yểm trợ của họ. 1. Nợ huynh đệ chi binh. Có đi tác chiến rồi mới thấy cái tình sâu đậm và tha thiết giữa những người lính. Họ bỏ gia đình, vợ con, làng xóm để kết tình kết nghĩa với nhau, ăn chung lon, uống cùng ca, chia nhau điếu thuốc, ngủ chung cùng hố, và nhất là chấp nhận sống chết cùng một lượt. Đời lính chiến không ai còn sợ sệt nghĩ đến cái chết, cũng như mơ ước được khen thưởng, như những vị chỉ huy cao cấp đang an toàn trong các hầm trú ẩn của bộ tư lệnh. Cuộc đời người lính trận, trước mặt là kẻ thù, hai bên là đồng đội và sau lưng là xương máu chết chóc đang rình rập từng giây từng phút. Đối với họ, cha mẹ, anh em, vợ con đều trở thành những cái bóng mờ khi họ trực diện với khói súng, tiếng đạn và kẻ thù. Họ cũng không có thời giờ để nhớ người yêu, thương gia đình, mà niềm mơ ước của họ thật tầm thường và bé nhỏ là mỗi năm được vài ngày phép. Đọc những tập thơ của đại đội trưởng trinh sát Trạch Gầm, hồi ký đại đội 5 biệt cách nhảy dù của mũ đỏ Úc Bạch Lan, hồi ký sĩ quan tiền sát pháo binh của Nguyễn Văn Khôi, hồi ký ngày 30 tháng 4 của phân chi khu trưởng Đỗ Văn Thọ, Dương Thượng Trúc viết lại theo lời kể, cũng như những chuyện thật trong đời binh nghiệp của đại đội trưởng bộ binh Phạm Tín An Ninh, tôi sống lại với những kỷ niệm chiến trường và đồng đội. Viết đến đây, tôi xin phép ngưng lại một phút để tưởng niệm anh binh nhì sĩ, rất đẹp trai nhưng phải đặt tên sĩ, cho dễ nuôi, là người đã theo sát tôi trong những cuộc hành quân trên các vùng rừng núi Quảng Đức, Buôn Mê Thuột. Nhưng đau đớn thay, anh đã đền nợ nước sau khi tôi chuyển qua đơn vị tiếp vận. Một đêm hành quân theo lối mèo chuột vần nhau với một đơn vị cộng sản trong vùng núi tỉnh Quảng Đức. Đến tối, đơn vị tôi âm thầm lên đỉnh đồi và dò dẫm từng bước tìm thấy ngủ ngồi qua đêm. Lệnh phải hoàn toàn bất động, cấm hút thuốc, cấm nấu nướng, cấm căng võng và cấm luôn cả việc đào hố cá nhân, vì đơn vị tôi đang ở thế cày trăng lược với địch. Một trong bốn người lính gác ca đầu của trong đội nghe một tên Việt Cộng nào đó cách chỗ anh ta chừng vài thước, lên tiếng hỏi mượn ống thuốc lào với một tên giáp trâu khác. Anh ta bò đến chỗ tôi để báo động.
thập phần nguy hiểm vì mưa quá nặng hạt, trời tối đen như mực, ngửa bàn tay không thấy. Nếu xảy ra đụng độ cận chiến thì anh em trong trung đội chắc chắn sẽ vật lộn đâm chém và bắn nhầm nhau. Vậy mà anh Sĩ vẫn bình tĩnh nói nhỏ vào tai người lính gác để cho ông thầy uống xong ca súp. Tôi thật sự mất bình tĩnh, cầm ống liên hộp báo nhỏ qua đại đội đang đóng đồi bên kia. Xong tôi hỏi vào tai Sĩ, gì vậy? Anh ta trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Thì mẹ ông thầy, nước lạnh pha dưới gói bột nêm mì gói chứ có gì nữa, uống đi cho đỡ đói ông thầy. Đang đóng quân chung với bọn lính cộng sản Bắc Việt trên một ngọn đồi nhỏ thì cái chết đang sẵn sàng trước mặt. Nhưng ca nước súp đối với tôi tự nhiên nó ấm và ngon ngọt một cách lạ lùng. Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn hình dung rõ ràng cái tình cảm quá sâu đậm giữa thầy với trò, giữa huynh với đệ. Không biết cái ca nước súp bột ngọt hay chữ đu mẹ của người bạn chiến sĩ miền Nam mà, cho đến giờ này, mỗi đêm trăn trở tôi vẫn nhớ đến anh Sĩ đẹp trai và dễ thương của tôi ngày nào. Nợ xanh cỏ đỏ ngực. Sau mỗi trận chiến, những vị sĩ quan chỉ huy hành quân ngồi ở bộ tư lệnh, tùy theo kết quả thu được, không ít thì nhiều cũng được khen thưởng. Nhưng họ quên ngay sau đó những người vừa nằm xuống để tổ chức mừng chiến thắng và chờ hoa nở, chờ sao mọc, hay đợi những anh dũng bội tinh. Có thể xem đây là nhờ xương máu binh sĩ và công trạng của các sĩ quan cấp nhỏ ngoài trận địa để mai nở thêm trên vai và sao mọc thêm ở cổ. Trước kia các vị này đã quên những người vừa nằm xuống sau cơn men chiến thắng. Nhưng ngày nay, nơi vùng trời tự do và tuổi già thường nhớ lại rất rõ. Không biết có ai dành vài ba phút để tính sổ cuộc đời, tra thành những con số để thấy nợ của mình. Cứ một mai nở thêm trên vai, một sao nở thêm trên cổ áo, là có bao nhiêu người đã bị thương tật suốt đời, bao nhiêu con côi quả phụ mất cha mất chồng, cũng như bao nhiêu người lính nằm xuống cho cuộc đời binh nghiệp của mình. Trường hợp này tôi gọi là nợ xanh cỏ đỏ ngực. Đây là những món nợ của những quan còn sống sót sau cuộc chiến. Theo lẽ công bằng thì họ phải trả dưới một hình thức nào đó. Tóm lại, đã là những người cầm súng tác chiến, ai cũng có những kỷ niệm tình nghĩa với đồng đội thuộc cấp, mà trong đó có các phế nhân, những người đã nằm xuống để cho chúng ta lành lặn tay chân và sống an toàn tại hải ngoại. Thì xin hãy nhớ rằng chúng ta đã mang ơn họ. 3. Nợ đã không trả mà còn gây thêm tủi nhục cho những người đã nằm xuống. Tổ chức giúp anh em thương phế binh tại Việt Nam, gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa hay các hình thức khác, nhằm giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần cho những người lính bất hạnh còn sống, hay vong linh những người nằm xuống, là những việc làm phải được vinh danh và yểm trợ. Nhưng buồn thay, một vài người đã lợi dụng sự đau khổ, xương máu và vong linh của những người đã bỏ mình vì tổ quốc để trục lợi vật chất hay mưu đồ chính trị cá nhân là một điều cần phải lên án. Tổ chức thu lem nhem, gia tăng chi phí ma, thì tiền cứu trợ còn lại chẳng bao nhiêu. Nhưng cả vợ chồng đều nhập nhằn dùng tiền gây quỹ để mua vé máy bay đi Việt Nam. Tiền còn lại nếu chia ra cho vài chục người, mỗi người cũng được hơn chục đô la. Nhưng yêu cầu chụp hình để quảng cáo là một việc làm thất đức, ăn trên đầu người sống. Trường hợp gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa, số tiền lớn thu được từ trước đến nay đã chạy vào đâu? Và bây giờ họ lại bán cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa cho Việt Cộng, để chúng nó xóa hẳn di tích lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Và nơi đây biến thành nghĩa trang nhân dân. Nghĩa trang nhân dân là cái gì? Nghĩa trang quân đội Biên Hòa không thể biến dạng thành nghĩa trang nhân dân để các tử sĩ anh hùng miền Nam bị nằm chung và đồng hóa với bọn thổ phỉ nằm vùng, các bà già trầu nuôi Việt Cộng, cũng như những thành phần du đảng, thành phần theo Cộng phỉ, đánh phá khủng bố Việt Nam Cộng Hòa trước kia. 4. Cách nào để trả nợ? Thực ra, món nợ vật chất mà quý vị đã đóng góp chưa xứng đáng với xương máu,
đối với đồng đội và thuộc cấp đã nằm xuống. Chỉ còn món nợ tinh thần mới có thể an ủi những người đã hy sinh xương máu. Mà theo tôi là phải tiếp tục con đường tranh đấu chống cộng sản mà đồng đội thuộc cấp đã chết cho quý vị, cho chính nghĩa quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, cũng như hai chữ tự do. Vậy cứ suy nghĩ và hãy dừng tay ngay những hành động có phương hại đến công cuộc chống cộng sản của toàn dân. Đừng vì tiền bạc và cái danh hảo để đòi bắt tay hòa giải hòa hợp với cộng sản, đánh phá cộng đồng và nhất là làm tủi nhục những vong hồn, những người đã nằm xuống để cho quý vị được sống sót đến ngày hôm nay. Một điều quan trọng hơn nữa là hạn chế mặc quân phục, mang cấp bậc và huy chương cao quý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến những nơi không xứng đáng như những buổi tiệc có tính cách dân sự, mà mục đích là tổ chức ăn uống và nhảy đầm. Điều này chắc chắn làm đau lòng những vong linh tử sĩ đã chết vì chính cấp bậc và huy chương mà quý vị đang mang trên người đều do xương máu của họ đem đến cho quý vị. Để chấm dứt bài viết, xin phép lặp lại một lần nữa để hỏi các cấp chỉ huy lớn, có bao giờ quý vị thử làm bài tính cộng về những người lính cầm súng đã xanh cỏ để quý vị đỏ ngực không? Mỗi lần sao mọc thêm trên cổ áo, hoa mai nở thêm trên vai hay các anh dũng bội tinh đồng bạc vàng nhằm dương liễu đỏ thêm trên ngực, thì đã có thêm bao nhiêu người lính dưới quyền đã chết vì mình, bao nhiêu gia đình tử sĩ, mẹ quá con côi, mất cha mất chồng. Nếu tính ra được con số, thì xin quý vị hãy làm một cái gì để gọi là trả món nợ đồng đội này. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Tác giả Đinh Lâm Thanh. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.